Xin chào quý vị và các bạn. Hiếm khi nào chương trình Xe Hay đánh giá một chiếc xe mà chiếc xe đó lại không có để mà bán. Vâng, không có để mà bán ở đây có ý nghĩa là không phải chiếc xe đó bán quá nhiều mà không có nổi hàng để cung cấp cho khách hàng, mà chiếc xe đó chỉ nhập được một con số rất giới hạn bởi vướng mắc một số những cái chính sách gần đây chúng ta mắc phải. Vâng, nghị định 116. Rất tiếc cho những người hâm mộ Honda và những người yêu mến chiếc CR-V. Nhưng không sao, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, chiếc xe này sẽ có để bán. Các bạn hãy chờ và hãy bỏ lợn ngay bây giờ. Chúng ta sẽ sớm đón nhận chiếc CR-V này về Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút chiếc CR-V này so với phiên bản cũ. Nếu như các bạn để ý thì các bạn có thể nhận ra ngay CR-V mới trẻ trung hơn, ngầu hơn, dữ dằn hơn rất nhiều, đặc biệt là cụm đầu xe từ cái miệng, cái mũi này nhìn nó rất là gầm gừ. Và đặc biệt phần đẹp nhất có lẽ là cụm đèn pha LED. Đèn pha LED vừa sáng vừa sạch mà lại tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm điện năng. Đèn sương mù cũng là đèn LED toàn bộ. Không chỉ có vậy, đèn sương mù còn được đặt trong những cái tinh cầu thủy tinh rất là đẹp. Phải nói rằng thế hệ mới của CR-V cực kỳ là nuột nà, chỉn chu từng nét nhỏ một. Nhưng đấy lại chưa phải là cái hay nhất của chiếc CR-V mới này, mà nó nằm ở ngay dưới này. Trái tim của Honda CR-V đời mới là động cơ 1.5 turbo. Nó giống với động cơ ở trên chiếc Honda Civic 1.5 turbo, nhưng đã được tinh chỉnh một chút để tăng cái sức mạnh lên thành 188 mã lực. Nếu như so với mặt bằng chung, đặc biệt là so với đối thủ CX-5, đối thủ truyền kiếp của Honda CR-V, kể cả CX-5 động cơ 2.5 thì cũng không thể mạnh bằng chiếc Honda CR-V này. Mặc dù là thiết kế mới của CX-5, tôi nghĩ rằng nó cũng rất là đẹp, nhưng mà động cơ của CX-5 đời mới lại là động cơ cũ. Và nếu so sánh với động cơ này thì có lẽ rằng cũng khó để mà nói được động cơ của CX-5 chạy có gì đó nó hơi bì. Lát nữa thì chúng ta sẽ thử chiếc xe này để chúng ta cảm nhận. Ở phần thân xe có lẽ là không có quá nhiều điểm khác biệt thực sự nổi bật so với phiên bản trước. Nhìn cái kiểu dáng nó vẫn na ná như thế. Chỉ có điều là vành các bạn dễ dàng nhận ra nó đã thay đổi một chút. Nhưng mà vẫn cái màu đó, chỉ có điều là cái hình hài nó đã khác đi, cong hơn. Ở tay nắm cửa các bạn cũng dễ dàng nhận ra là nó đã mất cái nút bấm cơ học, mà thay vào đó là nút bấm cảm ứng. Các bạn chỉ cần chạm, đó, lúc này cửa đã khóa, và chạm vào là cửa mở. Tuy nhiên khi mà bạn khóa cửa CR-V lại thì gương không tự động cụp lại, hơi tiếc một chút. Cái này là tình trạng chung của những chiếc xe của Nhật. Nếu như mà ấn vào cụp vào thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng chiếc xe của chúng ta đã khóa. Nhiều khi chúng ta quên, chúng ta lại phải rút chìa khóa ra bấm lại vì không biết là gương nó chưa cụp thì nó đã khóa chưa. Đó là một cái rất nhỏ nhỏ nhưng mà cũng rất hay. Ở phần đuôi xe các bạn dễ dàng nhận ra cái cụm đèn hậu full LED, và nó được thiết kế một chút ở dưới nằm ngang. Nó đã làm cho phần đuôi xe đỡ gù hơn so với phiên bản trước. Và cái đèn hậu này là full LED chạy dài, nhìn nó cũng rất đẹp mắt. Xe cũng được trang bị camera lùi và cảm biến lùi, nhưng rất tiếc ở đằng trước lại không trang bị cảm biến, hơi tiếc một chút. Và nếu như các bạn để ý rằng cái chi tiết nhỏ sau đây, đó chính là phần ống xả. Nếu như ở trên phiên bản trước ống xả nằm một bên, nó hơi lệch, thì ở trên phiên bản mới này nó đã được trang bị ống xả cân đều hai bên. Cốp xe thì không phải bàn rồi, cốp xe rất rộng để được rất nhiều đồ, và cốp xe là cốp mở điện. Tuy nhiên chiếc xe này là chiếc xe 7 chỗ có hàng ghế thứ ba. Ngay bây giờ thì tôi sẽ thử hàng ghế thứ ba để xem nó có đủ ngồi để thoải mái cho một người với chiều cao 1m8 như tôi hay không, hay chỉ đủ với những người khoảng tầm 1m65 đổ xuống thôi. Bước vào khoang nội thất của chiếc Honda CR-V đời mới này, các bạn sẽ thấy rằng nó có gì đó khá giống với chiếc Honda Civic đời mới. Đặc biệt là nếu nhìn vào cụm đồng hồ, có thể nói là giống hệt với cái màn hình rất to. Tôi rất thích cái màn hình này bởi vì nó làm tôi liên tưởng lại chiếc Aventador
của Lamborghini, nó cũng có cái màn hình có thể nói là giống gần như là y hệt màn hình này. Và đồng hồ được trang bị bằng màn hình điện tử, nó có cái cảm giác hiện đại, có cái gì đó nó tương lai, rất đẹp mắt. Vô lăng thì có thể nói là khá giống, nếu như không muốn nói là giống hoàn toàn với chiếc Civic. Những cái nút bấm giống y hệt Cruise Control, nghe gọi điện thoại, ra lệnh giọng nói, cũng như là điều chỉnh âm lượng bằng cảm ứng vân vân và vân vân, rất giống. Xe cũng có lẫy chuyển số trên vô lăng, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, vân vân và vân vân, rất nhiều những thứ tự động. Ghế chỉnh điện nhưng chỉ là ghế lái thôi, còn ghế phụ đã là chỉnh cơ mất rồi, nếu như chỉnh điện nữa thì sẽ tốt hơn. Nếu như nhìn tổng thể ở phía trước mặt này, các bạn sẽ thấy nó toát lên một cái vẻ cực kỳ là cao cấp, nếu như không muốn nói là có chút gì đó sang trọng, đến từ những cái vật liệu này. Nó làm bằng nhựa mềm nhưng mà rất giống da thật, phải nói là rất giống da thật. Và có những cái đường G, nó tạo cái cảm giác ấn tượng, không bị quá nhạt nhòa. Và đặc biệt là cái phần ốp ở đây, các bạn hãy nhìn, nó không phải là ốp gỗ đâu, nó là ốp nhựa, nhưng mà nhìn vào giống hệt gỗ. Thực sự là cái khả năng hoàn thiện vật liệu của chiếc xe này rất tỉ mỉ. Màn hình thì màn hình lớn, thực ra cũng không phải lớn lắm đâu, nhưng mà như thế này là đã quá vừa đủ với một chiếc xe CR-V rồi. Và cảm ứng rất là nhạy. Và màn hình này còn có kết nối với điện thoại iPhone, Apple CarPlay, vân vân và vân vân. Rất tiện ích. Điều hòa hai vùng độc lập, phanh tay điện tử, chính xác. Và có cả nút brake hold ở đây. Brake hold ở đây nó giống như là auto hold trên những chiếc xe khác. Khi bạn phanh, bạn muốn dừng đèn đỏ thì chiếc xe sẽ tự động phanh cho bạn và bạn không cần phải giữ chân phanh nữa, cũng rất tiện. Ngoài ra thì có nút Econ, là nút đi chế độ tiết kiệm nhiên liệu ở ngay bên tay phải này, thay vì ở bên tay trái như trước hơi khó bấm, hơi bất tiện, thì nó đã nằm ở ngay cần số này, cũng rất dễ dàng. Ở khu vực bên tay trái tôi, nó có một vài nút. Thứ nhất là nút tắt cái cảm biến phía sau, thứ hai là nút tắt chế độ cân bằng điện tử, thứ ba là nút mở cốp, thứ tư không có gì, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy không có gì cả. Vâng, đó, những cái nút này nó đen đen như thế này, nó tạo cái cảm giác gọi là hơi khó chịu một chút, bởi vì nó có cảm giác nó thiếu thiếu, mặc dù đây sẽ là phiên bản cao cấp nhất mà Honda Việt Nam đã nhập về Việt Nam rồi, nhưng vẫn còn thiếu. Giá như nó không có những cái nút, những cái ô vuông này thì có lẽ là hợp lý hơn. Quay trở lại với cái khu vực tựa để tay, thì cái ngăn chứa đồ ở đây phải nói là cực kỳ rộng. Bạn thậm chí có thể bỏ cả một cái iPad, thậm chí còn nhiều hơn thế, rất rất nhiều. Có đến 2 cổng sạc USB, một cổng sạc 1A và một cổng sạc 1.5A. Cổng sạc 12V cũng có đến 2 cổng, thậm chí có cả cổng HDMI. Tôi cũng không biết cổng HDMI này có thực sự hữu dụng không, có bạn nào sử dụng cái cổng này không thì xin hãy comment ở phía dưới. Còn tôi thì thực sự là không bao giờ tôi dùng cái cổng này để làm gì cả. Tóm lại, ngồi ở khoang trên rất thoải mái, từ cảm giác, ghế, chất liệu da cho đến về mặt thị giác đem lại đều cảm thấy cao cấp và sang trọng. Ngồi hàng ghế thứ hai của chiếc CR-V mới này, các bạn sẽ thấy cực kỳ thoáng, bởi các bạn có gì? Cửa sổ trời panorama, tựa để tay, ghế êm, thậm chí là thò thụt các kiểu. Đó, bạn chân dài ư? Thế này đã đủ dài chưa ạ? Ưỡn hẳn ra, nằm hẳn ra cũng chưa thể nào mà vừa được. Vâng, rất rộng, rất rất rộng. Thậm chí là bạn ngồi hẳn ra giữa đi. À, đầu hơi chạm một chút rồi. Đầu đã hơi chạm, nếu như bạn ngồi ra giữa. Bởi vì ở cái phần giữa này nó sẽ cao hơn bình thường và cứng hơn bình thường một chút. Còn chân thì vẫn rất ổn, thậm chí cũng có thể kéo ra được. Đó, đó, rất ổn. Nếu như bạn muốn ngả ra thì sao? À, không ngả được nhiều, chỉ ngả như thế này là hết cỡ rồi. Như vậy là hàng ghế thứ hai có thể nói là ổn, với cả cửa gió điều hòa, thậm chí còn hai cổng sạc USB 2.5A ở đây là rất mạnh. Bây giờ tôi muốn xuống hàng ghế thứ ba để xem như thế nào. Vâng, đây là hàng ghế thứ ba của chiếc CR-V. Các bạn đừng nhìn vào chân tôi vội, các bạn hãy nhìn vào cửa gió điều hòa. Vâng, rất tốt.
có cả chỉnh các nấc, ở trên cũng có cửa gió điều hòa, có cả tựa để tay bên trái, có cả chỗ để cốc, có cả tựa đầu, thậm chí là có thể ngửa cả hàng ghế ra. Nhưng mà tất cả những điều trên với tôi, thực sự tôi vẫn chưa thực sự là ưng ý cho lắm, bởi vì đầu gối tôi đã chạm vào cái hàng ghế thứ hai mất rồi, mặc dù đầu là vẫn còn một khoảng. Nhưng mà để mà đi từ thành phố này sang thành phố khác thì tôi xin phép ngồi ở hàng ghế trên hoặc là xin phép lái xe, chứ ngồi thế này thực sự là sẽ hơi mỏi. Chỉ khi nào mà đi trong nội thành khoảng 15-20 phút thì chấp nhận được, hoặc với những người có chiều cao khoảng tầm 1m65 đổ xuống thì có thể dễ dàng ngồi ở đây hơn. Nhưng tất nhiên cái hàng ghế thứ ba này nó sẽ xử lý được những cái tình huống như sau. Ví dụ như nhà đông người, ví dụ như những lúc mà bạn phải về quê mà cần phải chở nhiều người, thì rõ ràng có một chiếc xe chở đủ cho 7 người nó sẽ đỡ hơn rằng các bạn sẽ phải thuê thêm hoặc mua thêm một chiếc xe nữa. Cho nên với một chiếc xe như thế này, 7 chỗ như thế này, tôi nghĩ rằng nó hữu dụng với những người thường xuyên phải gặp những cái tình huống là chở đông người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe Honda CR-V này. Đầu tiên là ở trong nội thành. Vâng, vẫn như thường lệ, chúng ta vẫn đi nội thành nhiều hơn cả. Và với cái động cơ 1.5 lít turbo này tôi đã sử dụng khá nhiều ở trên chiếc Honda Civic rồi. Phải nói rằng nó rất êm ái và thực sự là rất bốc, rất bốc. Nghe 1.5 thì thực sự là có vẻ rất nhỏ, nhiều người còn nói rất vớ vẩn. Nhưng mà nếu như tôi lại xin mạn phép so sánh với chiếc Mazda CX-5 động cơ 2.5, vâng, thì thực sự động cơ của CR-V 1.5 đi sướng hơn rất nhiều. Chiếc CX-5 động cơ 2.5 là động cơ cũ, nó đi nó hơi bị bì. Tất nhiên tôi chưa đi chiếc xe đời mới đâu, mặc dù chiếc xe đời mới cũng vẫn được trang bị động cơ cũ. Tôi đã từng chạy chiếc xe đời cũ cũng khá nhiều, nhưng mà phải nói rằng nó không thể bốc. Tôi xin mạnh dạn dùng cái từ bốc. Chúng ta vẫn thường hay nói về động cơ, chiếc CR-V bốc hơn rất nhiều. Đó, thực sự là nó đem lại rất nhiều những cái cảm xúc cho người vần vô lăng. 188 mã lực với một chiếc xe phổ thông như thế này quá ư là đủ. Đấy là tôi còn chưa dùng đến lẫy chuyển số, bởi vì chúng ta vẫn đang ở trong nội thành. Lái CR-V khá nhàn, vô lăng nhẹ và mượt, tầm quan sát tốt. Có một điều nữa phải nói rằng đây là chiếc xe nhập. Nhiều người vẫn hay nói rằng chiếc xe nhập nó tốt hơn chiếc xe lắp ráp. Thực tế thì chưa có một ai và một cái đơn vị nào có thể đo một cách chi tiết được. Nhưng rõ ràng cái cảm nhận, thậm chí cảm nhận của tôi ngày hôm nay về cái chiếc xe nhập này, rõ ràng nó có một chút gì đó nó làm cho tôi cảm thấy thích thú hơn, đặc biệt là về phần cách âm và độ êm ái. Thực sự là CR-V mới cách âm rất tốt. Nhưng bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm. Vâng, tiếng gầm đó là từ động cơ. Một cái tiếng gầm rất thể thao và mạnh mẽ, xuất phát từ trái tim của chiếc xe này. 1.5 tăng áp, rất thú vị. Có lẽ không cần phải phàn nàn nhiều với chiếc xe này khi mà đi trong nội thành, đặc biệt là với vị trí ghế lái, hàng ghế trên, thậm chí hàng ghế thứ hai, rất thoải mái và nhàn nhã. Theo nhà sản xuất công bố thì mức tiêu hao nhiên liệu cho chiếc xe này đi ở trong nội thành rơi vào khoảng trên 7 lít. Nhưng thực tế chúng tôi đã chạy mấy hôm và tôi đã đi trong phố và không thể chạy được với cái mức tiêu hao nhiên liệu đấy đâu, kể cả ngày thường. Vâng, nếu mà bạn chạy được dưới 10 lít đã là một điều rất giỏi, thực sự là như vậy. Nhưng mà nếu như bạn ra đường trường, chiếc xe này mà bạn chạy cruise control và đường mà thông thoáng thì tôi phải nói rằng rất tiết kiệm. Lát nữa tôi sẽ thử. Nếu như các bạn còn nhớ một video trước đây của tôi đã từng chạy chiếc Honda Civic 1.5 mà tôi có tham gia một cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu, thì tôi chạy dưới 4 lít với cái động cơ này. Đấy cũng là một điều mà rất nhiều người quan tâm. Mặc dù nếu như bạn có chênh lệch với nhau 1-2 lít
trên 100 cây số thì nó cũng chả đáng là bao nhiêu so với bạn bỏ tiền ra đi một chiếc ô tô. Nhưng mà chúng ta vẫn quan tâm đến mức độ tiết kiệm. Tất nhiên rồi, bởi vì tiết kiệm nó còn liên quan đến rất nhiều thứ nữa. Ví dụ như khí thải thoát ra môi trường, ví dụ như độ bền của động cơ, vân vân và vân vân. Thực sự tôi rất thích lái chiếc xe này. Một chiếc xe có thể nói là hợp ở cái hoàn cảnh bây giờ, xu thế chạy gầm cao kiểu SUV crossover như thế này, xu thế chạy xe 7 chỗ, xu thế phải tiết kiệm nhưng vẫn phải bốc, xu thế một chiếc xe bền thương hiệu Nhật giữ giá, thì Honda CR-V hội tụ đủ, gần như là tất cả, không thiếu một yếu tố nào ở cái thời điểm hiện tại. Vừa chạy đi làm, vừa gia đình, vừa đi chơi, vừa đi phượt, đáp ứng đầy đủ tất cả mọi nhu cầu. Hơn nữa, nó lại là một chiếc xe rất đẹp. Thế mới hay. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra đường trường và chúng ta tắt chế độ Econ đi, tăng tốc, bật Cruise Control lên xem nào. Cruise Control của CR-V đời mới đã thông minh hơn bởi cái màn hình điện tử và nó đã hiện chính xác tốc độ mà chúng ta đang chạy. Ví dụ tôi đang chạy tốc độ là 62, bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên 80. Đó, chúng ta sẽ tăng tốc từng bước một, là chiếc xe sẽ báo hiệu ngay trên màn hình, chứ không phải như một số những chiếc xe khác mà nó sẽ không hiện, chỉ hiện cái kim. Rất khó để chúng ta căn được tốc độ chúng ta đang chạy là bao nhiêu. Lại một lần nữa tôi phải nhắc lại, CR-V chạy đường trường rất êm, cách âm rất tốt, thực sự là cách âm rất tốt. Nếu như các bạn vượt những chiếc xe khác thì các bạn sẽ nghe rõ tiếng động cơ. Nhưng khi tốc độ đã vào trạng thái ổn định và các bạn thậm chí chạy Cruise Control, các bạn sẽ không nghe thấy một tiếng gì hết nhé. Rất êm. Tất nhiên đây là một chiếc xe gần như là mới cứng, nó cũng có lợi thế, nhưng rõ ràng CR-V mới rất êm. Wow, vượt cực kỳ sướng. Hộp số CVT, động cơ 1.5 như thế này rõ ràng quá khỏe so với những gì mà chúng ta mong đợi để đi một chiếc xe gia đình hàng ngày như thế này. Không cần nhiều hơn nữa, thế này là quá đủ rồi, cực kỳ bốc luôn. Ở trên chiếc CR-V đời mới này, nó có một tính năng cũng rất là đặc biệt, thông minh và hỗ trợ cho người lái. Đó chính là tính năng cảnh báo khi các bạn buồn ngủ hay các bạn mệt mỏi. Nó sẽ hoạt động khi các bạn đi khoảng trên 40 km/h cho đến 180 km/h. Và nếu như bạn lái đường dài, lái quá lâu, khoảng trên 40 phút, chiếc xe sẽ tự động nhắc bạn nhờ những cái cảm biến can thiệp vào và đo đạc được bạn có mất tập trung khi lái không, bạn có bị lệch làn đường không, bạn có không tác động nhiều vào vô lăng hay không, có buồn ngủ hay không, có mệt mỏi hay không. Nó sẽ nhắc nhở bạn ở trong màn hình này. Và có 4 cấp độ. Nếu như trong thời gian đầu khoảng 40 phút bạn mất tập trung một cách nhẹ nhàng, có nghĩa là bạn không bị lệch lái nhiều, tôi ví dụ là như vậy, thì nó sẽ cảnh báo cho bạn là 4 vạch kèm với một chiếc tách cà phê. Có nghĩa là chiếc xe nhắc nhở bạn hãy nghỉ ngơi một chút đi, đừng có lái nhiều quá như vậy. Nhưng nếu bạn vẫn muốn lái, bạn có thể ấn Enter ở đây để nói với chiếc xe rằng không, tôi vẫn đang khỏe và tôi vẫn muốn lái xe. Nếu như bạn vẫn muốn lái xe nhưng chiếc xe lại phát hiện ra rằng bạn vẫn mất tập trung, thậm chí bạn mất tập trung nhiều hơn, thì cái mức độ cảnh báo nó sẽ tăng dần và cao điểm nhất sẽ là 1 vạch và với hiển thị màu đỏ rằng bạn đã rất mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Và chiếc xe sẽ phát ra một tín hiệu bíp, thậm chí vô lăng sẽ rung lên để nhắc nhở cho người lái hãy nghỉ ngơi đi. Vâng, rất văn minh và hiện đại. Nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy như có một trợ lý luôn nhắc nhở cho chúng ta không nên lái xe quá nhiều. Thực sự là như vậy. Khi tôi lái xe thì không bao giờ tôi lái quá 2 tiếng. Chỉ khoảng tầm 1.5 tiếng, nếu như tôi cảm thấy mệt, tôi sẽ dừng nghỉ, uống nước, rửa mặt,
Và nếu như có buồn ngủ, tôi sẽ chợp mắt khoảng 10-15 phút để tránh cái tình trạng chúng ta mất tập trung, sao nhãng, lúc đó sẽ rất là nguy hiểm trên đường. Và rất may chiếc xe này lại có một cái trợ lý như vậy thì quá ư là tuyệt vời. Bạn sẽ không cần phải để ý nữa, sẽ có người nhắc cho chúng ta. Di chuyển trên cao tốc với tốc độ cao, chuyển làn đường đột ngột. Wow, rõ ràng rất ổn định, thực sự là rất ổn định. Chỉ tiếc rằng ngay thời điểm hiện tại không có nhiều CR-V để mà bán. Chứ nếu không, tôi tin chắc rằng CR-V 2018 sẽ xuất hiện rất nhiều trên đường phố Việt Nam. Bởi nó là một chiếc xe rất đẹp và chạy rất hay. Thực sự là như vậy. Là một chiếc crossover gầm cao, chiếc xe này không thể không trải qua những cung đường khó. Và ngày hôm nay tôi sẽ đưa nó vào một dạng địa hình rất đặc biệt, bao gồm rất nhiều đá dăm, cát, có thể nói là đường trơn trượt, kèm với bài đi rích rắc, để xem cái khả năng cân bằng khung gầm, hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe này nó có ổn không, liệu nó có bị văng không. Bây giờ ta sẽ bắt đầu. Vâng, đèn báo trơn trượt đã nhấp nháy khi mà tôi đạp ga tăng tốc rất nhanh. 50 rồi. Tôi sẽ để 50, vâng. Tốc độ đầu tiên 50 vẫn rất ổn định. Ở tốc độ 50 km/h thì chiếc CR-V vẫn hoàn toàn kiểm soát được một cách rất đơn giản. Bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên 60 km/h. Như các bạn vừa thấy, mặc dù là tôi vừa mới tăng tốc đoạn đầu thôi, đèn trơn trượt đã nhấp nháy ngay rồi, có nghĩa là bánh nó đã xoay dưới mặt đất trượt. Bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên 60 km/h. Tăng tốc lại trơn trượt tiếp rồi. 60 rồi. Vâng, wow. Vâng, wow. 60 km/h và ở những đoạn cọc tiêu cuối cùng, tôi đã nhận thấy được cái đuôi xe đã hơi văng một chút và còn nghe rất rõ cái tiếng phanh kêu kẹt 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 kẹt. Đó chính là hệ thống cân bằng điện tử đã làm việc để can thiệp vào, không cho chiếc xe này bị văng quá nhiều, vẫn đảm bảo cho tài xế có thể kiểm soát xe một cách ổn định và an toàn. Vâng, khung gầm thì không phải bàn nữa rồi, rất chắc chắn, cảm giác lái cũng rất ổn. Chỉ có điều là đá dăm văng lên gầm kêu hơi to. Và 60 km/h, đến cọc tiêu cuối nó đã bị văng. Đường ở đây có thể nói là rất trơn, trơn hơn đường nhựa bình thường mà trời mưa rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng thử tăng tốc lên 65 km/h xem có kiểm soát được không. Cố lên nào, tăng tốc. 60, 65. Wow. Vẫn ổn, không bị lật và không bị văng quá nhiều. Nhưng rõ ràng cái sự kiểm soát đã mất đi khá nhiều khi mà bạn có thể nhìn rõ chiếc xe nó hơi văng sang trái rồi lại văng sang phải. Và tiếng phanh kêu rất to để kéo chiếc xe trở lại, giúp nó không bị quay tròn, thậm chí là không bị lật. Rõ ràng một chiếc xe buộc phải có hệ thống cân bằng điện tử để khi bạn vào những cái tình huống như thế này, bạn và những người ngồi trên xe an toàn. Và ngày hôm nay thì CR-V đã vượt qua được cái bài thử nghiệm có thể nói là tương đối khó khăn này, với quãng đường rất là trơn mà lại phải đánh lái rích rắc liên tục.
hữu những nâng cấp với thiết kế 7 chỗ hoàn toàn mới và động cơ tăng áp hoàn toàn mới, cùng những công nghệ tiên tiến hàng đầu, Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã tạo nên một chuẩn mực mới trong phân khúc SUV về các giá trị mạnh mẽ, tiện nghi, cao cấp. Nhờ đó, Honda CR-V đạt doanh số ấn tượng với 737 xe chỉ ngay trong tháng bán hàng đầu tiên, trở thành một trong 10 mẫu xe có doanh số cao nhất trong tháng 1 năm 2018. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2018, Honda Việt Nam đã chính thức công bố mức giá bán lẻ hấp dẫn của Honda CR-V. Cụ thể, CR-V 1.5e có giá bán mới là 958 triệu đồng, phiên bản 1.5G có giá 998 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất CR-V 1.5L có giá bán 1 tỷ 068 triệu đồng. Honda CR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cùng với mức giá đề xuất thấp hơn trước tới 188 triệu đồng, hứa hẹn sẽ là một đối thủ vô cùng đáng gờm trong phân khúc SUV đang vô cùng sôi động tại Việt Nam.